kinh văn khẩu trung hảo ngôn nhãn nhĩ tĩ thiệt giai vi tịnh độ nam nữ nhị căn tức thị bồ đề niết bàn chân xứ bì vô chi giả tín thị quế ngôn việt dịch ma thường ưa nói mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ nam căn nữ căn đích thật là bồ đề niết bàn bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy rằng loại ma vương này thật là tệ hại. Ma thường ưa nói mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là tịnh độ. Các ông chẳng cần phải tìm phát môn tịnh độ ở nơi nào khác. Nó bảo mọi người pháp môn ấy ngay nơi sáu căn của mình. Nó cũng nói nam căn nữ căn đích thật là bồ đề niết bàn là hạt giống bồ đề là chốn bồ đề niết bàn chân thật quý vị có tưởng tượng nổi những lời ấy chăng bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy những người thiếu tri thức thiếu trí huệ nghe vậy nói rằng ồ trước đây ta chưa từng nghe hoặc thấy chuyện gì giống như vậy bồ đề niết bàn chỉ là như thế với sự coi thường toàn bộ cuộc đời của mình, họ xem việc phóng chạy trên con đường đưa đến cõi chết là việc đáng làm nhất trên đời. Họ đã tin vào lời nói dơ bẩn ô uế ấy, ấy. Kinh văn Thử danh cổ độc Hiểm thắng ác quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, hiểm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, câu hãm vương nạn. Việt dịch đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, tuổi già thành ma quấy rối người tu hành, đến khi nhàm chán, nó rời khỏi thân người đã gá vào, khi ấy cả thầy và trò đều xa vào lưới pháp luật. Giảng đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, còn được gọi là quỷ cưu bàn trà, Tuổi già thành ma nó quấy phá người tu hành người tu tập tránh định nhưng đến khi nhàm chán rồi nó rời khỏi thân người đã gá vào nó không gá vào thân người nữa nên đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật họ bị chính quyền can thiệp hạn chế sinh hoạt cả thầy và trò bị bắt giữ và tống giam vào tù kinh văn Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất chi, đọa vô gián ngục. Việt dịch các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Giảng, các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián các ông nên sớm tỉnh giác để khỏi rơi vào luân hồi đừng rơi vào cám dỗ của ma vương nếu ông mê lầm không biết chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục vô gián